Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Sau 3 năm về chung một nhà, cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và trong khi rất nhiều người đang mong chờ những tin vui từ cặp đôi thì mới đây, trong buổi fan meeting mới được diễn ra, cặp đôi đã khiến nhiều người bất ngờ khi mà tuyên bố họ không có dự định sinh con và sẽ sống như vậy đến già. Sau 3 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Ngoài những câu chuyện thường ngày rất dễ thương của cặp đôi nhí này, người hâm mộ vẫn luôn mong ngóng cả hai sẽ đề cập đến việc có con đầu lòng trong tương lai. Tuy nhiên, trong buổi fan meeting diễn ra gần đây, cặp đôi đã khiến nhiều người xôn xao với phát ngôn My và Khánh không có dự định sinh em bé mà sẽ sống với nhau như vậy đến già luôn. Cuộc sống hiện tại của bọn mình rất vui, được tung tăng khắp nơi, vậy nên cứ như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có em bé thì sẽ tính tiếp. Khởi My cũng tiếp tục nói thêm, cả hai đứa mình ở với nhau đã thế này rồi, rất tăng động và trí chóe rồi, có thêm em bé nữa thì sẽ có chuyện cho coi. Ngay lập tức thì những phát ngôn của cặp đôi đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Người thì đồng tình, người lại phản đối và cho rằng suy nghĩ của cặp đôi Khởi My và Kevin Khánh quá trẻ con và ích kỷ. Trước làn sóng tranh cãi từ dư luận, mới đây thì mẹ của Khởi My đã xác nhận thông tin này. Bà cho biết là bậc làm cha làm mẹ nên bà tôn trọng, ủng hộ mong muốn của hai con. Tụi nó quyết định không sinh con vì không thích có con nít. Tôi không can thiệp tác động gì đến mong muốn của các con. Ngoài ra thì bà cũng cho biết thêm, chỉ mong các con hạnh phúc là mình mãn nguyện. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về quyết định này của cặp đôi thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.